Xin được chào đón anh em nhé. Hôm nay lại xuống đây nhưng mà báo cáo với anh em là bắt đầu nắng rồi. Hôm nay thì cứ lên thùng đi đã anh em ạ, để phơi cho nó khô đi đã, thì gửi cho anh em cho nó nhẹ nhàng ấy. Thì anh em tóm lại là hiện tại bây giờ thì anh em đang có nhu cầu rồi, nhưng mà anh em chắc là cũng phải qua cái đợt này cũng để cho quay mật quay miếc cho nó hòm hòm đi đã. Cho nên là đây thì bây giờ thì tóm lại là đấy, gỗ đang phải phơi đây anh em này. Cho nên là anh em nếu mà thật sự mà cần thiết lắm thì hãy alo, thì anh em cố gắng chờ cho mình hết cái tuần này cho nó nắng nôi thì bắt đầu phơi cho nó khô kháo đi, thì lúc đấy thì bắt đầu mới chinh chiến được anh em ạ. Đấy, thì gỗ thì đang xẻ ra đây rồi, rất là nhiều đây rồi anh em ạ. Đấy, đây này, trong này cũng còn đây này anh em này. Ria bên kia cũng còn, nhưng mà con cái là bây giờ xẻ nó đang tươi, cho nên là đại loại là thôi anh em chịu khó chờ một tí. Trong kia cũng còn một đống xa xa kìa, nhưng mà nó lại dở là nó chưa khô hẳn. Đấy, đây này, bây giờ cứ đóng ra xong bắt đầu mới phơi anh em nha. Đây là thôi thì cố gắng anh em chờ thêm một tí nữa. Đây, gỗ thì đây rồi. Đấy, nhưng mà có một điều là bây giờ thì chưa làm được, cơ bản nó tươi nó nặng. Bây giờ chỉ có rong cắt ra, sau đó là đóng ghép lên bắt đầu là phơi như kia cái anh em kìa. Đấy. Đấy, giờ cứ phải mang ra phơi hết thế này. Đấy, mà lên ông chủ thì ông một mình, ông cũng bận, cho nên là vừa đóng thùng vừa đóng cầu cho anh em rất là bận. Nên lý do như vậy mà hôm nay thì làm tí vậy để thông báo anh em tí. Thế còn hiện tại thì hôm nay cũng đang đi tập huấn, nhưng mà chiều nay thì về sớm tí thì để làm cái video, tiện đi qua đây thì làm cái video báo cáo với anh em. Đấy, ông chủ đây, ông chủ đang đứng đấy. Đấy, ông chủ thì nói chung đừng mua của nó nữa. Quan trọng là không biết ông ấy là ai, nó mới khó. Đấy, cho nên là thành vấn đề là đấy, gỗ bây giờ thì đang phơi rồi anh em nhá. Đây này, cũng dựng hết ra rồi, mình ở nhà cũng vừa xong rồi, cho nên là cũng vấn đề là cũng còn đang còn phải đợi mất vài hôm nữa cho nó khô hẳn đi thì nó nhẹ nhàng đi anh em ạ. Chỉ mà nó nặng quá thì cũng rất là căng, cước nó đội lên, cho nên là cũng mong anh em là hết sức thông cảm, bởi vì cũng mình cũng rất muốn cái gì tốt nhất cho anh em nhá. Thôi làm đoạn vậy thôi anh em nhé. Đang có điện thoại rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé.